Chào cả nhà, cả nhà hôm nay thì mình làm bữa cơm gia đình mà cả nhà mình cùng vào bếp với mình ha. Hôm nay thì mình mua được hai cá rô nè cả nhà, nó rất chua. Với mua được hai con mực nè cả nhà, sắc gà nè, với mớ tép nè cho con mình nó ăn. Để vô canh chua thì có bắp cải nè cả nhà, với khóm, với miếng rau cần, và miếng cà chua, và miếng đậu bắp. Ở đây là rau thơm nè cả nhà, rau dường của mình, miếng quế với miếng ngò. Ở đây xả thì hồi mình để mình nấu ăn chua với mấy chiếc ớt cả nhà. Rồi cá này thì mình nấu ăn chua con đây, còn câu kho tiêu cả nhà. Miếng tỏi, tầm miếng củ hành, miếng ớt, miếng tiêu, nửa muỗng hạt ni, nửa muỗng hạt ngọt được nhỏ, miếng hành phi, sơn nóng cho miếng dầu, để miếng tỏi vàng với ớt hành lên khi cho nó thơm, mình để xả khúc vô luôn. Mình xả tỏi ớt vàng cho nước vàng. Nước lên mình cho miếng gia vị vào đây luôn, cho một muỗng muối nhỏ, nửa muỗng hạt ni, chút nữa cái bắt đầu mình bỏ cá vô mình thái ni bột ngọt đường sạc. Giờ mình dạo me luôn, me vô đây cho nó nước sôi đặng cho nó tan me kìa. Cơm nó gà thì là thiếu chuồng hay dặm thì cho đậu bắp vào đó. Cá này cũng mai chín, đậu bắp chín mình vớt cá ra đi. Cho cơm vào đó. Cá chín nè, để tiêu đi. Tắt hành vô, tắt bếp luôn. Lấy cái ớt dường của mình đâu hết rồi không? Lấy cái ớt. Đây cá chín nhận vớt kìa.
Và nước sôi này để cải vô, và để mực với tép vô. Tí tép chín rồi mình cho cà vào, cà cần nêm nếm lại nhé, xin vừa ăn cái này. Để vô nước miếng hạt tiêm, giờ để thêm miếng chưa để bột ngọt, và để thêm miếng nhỏ bột ngọt. Muỗng đường, thêm chua thì phải ngọt ngọt. Nãy chưa có nêm nước mắm, giờ thêm miếng nước mắm nhé. Canh chín à, cho ngò vào, chừa lại miếng rồi để lên tô. Bỏ cá vô, múc canh vô, để miếng tỏi phi vào đây. Cắt vài lát ớt. Ngon lắm.
Đây, mà cái nhà dùng món cá rô kho tộ cả nhà. Cái này cái nồi lắc cũng giống như kho tộ cả nhà. Bữa nay bà xã mình không có ra mình vừa thấy rau vừa cả nhà. Mình bà xã mình cũng bệnh ở nhà. Cho nên là không có ra mình vừa thấy rau. Có cái hàng bông đi ngang mắt cái mua một mớ bắp cải này. Bắp cải rồi trà. Trà với lại cơm tép của nhà với đậu bắp của nhà. Không có ra mình vừa thấy nhà. Có vùng súng là muốn nữa mà mệt đó là để không nổi cái nhà không gầy cả mốt nhà. Thì bữa nào khỏe mình nấu mình khỏe. Sáng thì mình cũng ra mình chuồng heo mình cho chuồng heo rồi cho nó ăn thôi nhà. Với bữa nay mình cũng ngâm lúa giống cái nhà. Chuẩn bị xả nhà. Lúa vô mình không có ra một thái rau. Mình mua ở ngoài cái hàng bông ngoài đó nha. Hết rồi. Có khóm nữa nhỉ, con chua có khóm ngon lắm. Đây mời cái miếng khóm nha. Miếng khóm. Em là thích ăn con chua đậu đậu bữa nay không nổi. Nó nổi hai cái chân nó lạnh hết. Phải đổ môi cho. Cả mất cả nhà con chua mà còn không biết ngon. Mà cái nhà miếng cá cá rô này. Này cá rô nuôi không phải cá đậu đậu nhà. Chua mà có cái khóm thì ngon quá nhỉ. Đặt lại nhà con tép nha. Thôi cái nhà ấy, thì clip cũng khá dài rồi cái nhà. Với lại cái điện thoại của mình nó cũng gần hết dung lượng đó nhà. Cho nên là clip này vợ chồng mình lúc ăn mình cũng phải nhắn tắt nha. Mong cả nhà mình thông cảm nha. Tại cái điện thoại này nó hết dung lượng đó nhà. Sắp hết dung lượng đó nhà. Rồi clip cũng khá dài nha. Vợ chồng mình xin tạm biệt cả nhà. Và xin hẹn gặp cả nhà ở những clip tiếp theo nha. Bye bye, tạm biệt cả nhà mình nha. Bye bye.